Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Đức Hà Vlog Review nha. Mình mới nhận được một kiện hàng mới của Lazada nhưng mà nói thật chắc là mình mua nhiều sản phẩm quá nên mình không nhớ đây là sản phẩm gì. Thu hộ 29k nè, dán luôn cái biên của bill của đổi trả luôn. Giờ nói thật là mình không biết đây là sản phẩm gì. Giờ mình khui cho mình mới biết được. Bây giờ mình khui hàng cho mọi người xem nha. Mình chả biết đây là sản phẩm gì nữa. Mua hàng nhiều quá mọi người. Nên đôi khi nó không nhớ được. À, cái này là mình biết rồi các bạn. Đây là cái bật lửa đây các bạn, bật lửa sạc điện này. Đây bề ngoài sản phẩm này các bạn. Đây toàn tiếng Trung Quốc không ạ? Toàn tiếng Trung Quốc không? Phía trước cũng tiếng Trung Quốc luôn, mình không biết tiếng Trung Quốc. Rồi, mình mở ra cho mọi người xem nha. Mình lấy sản phẩm ra cho mọi người xem nha. Đây mọi người. Rồi, nó đỏ lên mọi người nè. Rồi, nó đỏ, nóng. À, đây là lỗ sạc của nó mọi người nè. Ủa, sao nó không có cái dây sạc vậy? Nó sạc bằng cái gì? Cái đầu này nó sạc bằng gì mọi người? Mình cũng chả biết luôn. Mình không hút thuốc nên không sạc, không máy được mọi người. À cái này để cắm vào củ sạc điện thoại, sạc điều phòng sạc mọi người nè. Đây mình không hút thuốc nên mình lấy tờ giấy này mình thử nè mọi người thông cảm nha. Mình không hút thuốc nên đây lấy tờ giấy mình thử nè để nó có cháy không nha. Cháy nha mọi người. Cháy nha mọi người. Đây nè, xác cho mọi người xem. Cháy tờ giấy luôn mọi người nè. Cháy từ giấy luôn đó mọi người. Rồi bây giờ mình thử sạc cho nó thử có được không, sạc cho nó thử. Đây giờ mình sạc cho nó nha mọi người. Đây cục sạc dự phòng này mọi người. Đây mình sạc thử cho nó. Sao nó không báo gì hết trơn. Đây sạc bằng sạc dự phòng nha mọi người. Nói chung là nó không có báo gì hết mọi người. Cái này hay nha. Không báo luôn. Sạc này chắc không biết khi nào đầy luôn mọi người. Đây cái này sạc được nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để mình có động lực để ra những video tiếp theo hay cho mọi người xem nha. Xin chào mọi người nha.